Thì cậu học phải không? Dạ vâng ạ. Tôi là Hưng, trước về mua thuốc của Lương Y về uống, bây giờ muốn mua tiếp đợt hai. À vâng ạ, bác tên là gì nhỉ? Từ từ, anh chờ tôi một tí nha. Vâng, Lộc Việt Hưng ạ, muốn mua tiếp, Từ từ, muốn số mua điện tiếp thoại cái này đợt cơ đúng đấy. không? Dạ. Chưa đăng ký số điện thoại này đúng không? Vâng. Anh chờ tí. 5919 tìm ra ngay nào. 5919. Anh là Hưng ở Lạng Sơn phải không? Vâng. Vâng. Rồi, anh là Lộc Việt Hưng đúng không? Vâng, mua một đơn như thế nữa. Vâng, anh từng dùng thuốc là tình trạng chuyển biến thế nào rồi ạ? Hiện tại thì thấy tốt hơn rồi, tiến triển tốt. Vâng ạ, như tôi đã tư vấn đấy thì là anh dùng một đợt điều trị trung bình khoảng 2 tháng là dứt điểm anh nhé. Vâng. Vâng, thì anh được 1 tháng chuyển biến vậy là tôi tốt rồi. Vâng, tôi sẽ cấp tiếp cho anh một đợt nữa ạ. Vâng. Vâng ạ, vẫn địa chỉ cũ ạ. Vâng, địa chỉ thì anh gửi gửi theo địa chỉ này, bây giờ nó hè rồi. À, gửi địa chỉ nhà đúng không? Vâng, Anh nhắn tin hộ tôi với nhá. Anh nhắn tin địa chỉ ở số điện thoại tôi cho nha. Vâng.